15 ngôi sao lét, em mừng em la hét. À! Vội vàng đặt bánh tét, mừng sinh nhật ngôi sao lét. Dạ, kính thưa quý vị, là quý vị vừa thưởng thức cái lời thơ con cóc của em, thì bây giờ tiếp theo là quý vị thưởng thức luôn cái lời văn con nhái của Thúy Nga nhé. À, cũng là kỷ niệm 10 năm chúc mừng sinh nhật của ngôi sao nét, Thúy Nga xin chúc cho ban biên tập này, phóng viên này, độc giả của ngôi sao nét luôn luôn có nhiều niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe. Trong cuộc sống thì có nhiều điều như ý, trong cuộc đời thì nhiều nhiều nụ cười. Mà muốn nụ cười thì sao? Muốn nụ cười thì vào ngày 29 tháng 3 này, mời quý vị đến thưởng thức live show của Thúy Nga tại thủ đô Hà Nội, Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Show. Và ngày 1 tháng 4 thì tại sân khấu Trống Đồng ở Sài Gòn. Dạ Thúy Nga xin cảm ơn những người luôn luôn ủng hộ nụ cười của Thúy Nga.